đã à, đến với thuận capital ngày hôm nay và wow các bạn như mấy nào mà theo dõi giá đó thì cũng đã thấy được hôm nay là một ngày mà giá có một cái sự sôi động các bạn và giá cả của Bitcoin đó đã tăng lên tới mức bây giờ là 34.500 đô và cách đây không lâu đó thì giá Bitcoin đã tăng lên tới mức là hơn 35.000 đô các bạn. Và đương nhiên trong video này chúng ta sẽ cùng nhau nói về những gì đã xảy ra, những gì các bạn cần phải quan tâm đến cũng giống như là nhìn chung về tình hình của thị trường các bạn và một số những cái thông tin nơi bật khác như là liên quan tới XRP. Và những mày nào mà ngày hôm nay đã cảm thấy vui thì các bạn cũng xứng đáng tại vì chúng ta cũng đã trải qua một năm 2022 đó cực kỳ tệ và những mà nào mà đã trung bình giá đầu tư dài hạn khó lòng tin thì đương nhiên ngày hôm nay các bạn được quyền vui tại vì uh, chúng ta cũng đã làm những cái mà nhiều người không thể làm được các bạn các bạn đã ở trong thị trường này qua được những ngày mà khó khăn nhất và chúng ta ít nhất đó, tới bây giờ cũng đã thấy được là giá bực khôi đã đạt được cái mức cao trong năm nay và đương nhiên là các bạn thị trường tài chính mà có người vui thì sẽ có người buồn thì sẽ có những người mà họ sẽ nói này nói nọ ngày hôm nay nhưng mà không sao cả các bạn các bạn không thể quan tâm đến tất cả mọi người chúng ta chỉ có thể quan tâm đến chúng ta đang làm gì mà thôi và những mà nào mà cảm thấy cực kỳ phấn khởi so động ngày hôm nay đó thì các bạn nên hiểu là cho đến khi nào mà sàn Coinbase đóng băng không lót in được có nghĩa là có quá nhiều người lót khiến cho là cái sàn bị đứng luôn các bạn và Binance bị lag đến nỗi mà các bạn không đạt được lệnh hoặc là Ethereum đó thì phí gas lên tới 30 đô la thì lúc đó mới thực sự gọi là hôm các bạn nhưng mà hôm nay cũng coi như là một ngày rất là rất là tốt các bạn. Một trong những ngày mà sôi động đã lâu rồi chúng ta không có. Thì tới bây giờ đó chúng ta có thể nhìn thấy được là cái sự tăng giá đột ngột của Bitcoin ngày hôm nay có phải là tại vì short squeeze hay là không thì cũng không hẳn đâu các bạn. Khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu trên Coin class các bạn thấy được là cách đây khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ à, lúc mà giá Bitcoin tăng trưởng nhanh các bạn đã thấy được là có khoảng chừng là 140 triệu đô la Bitcoin lệnh futures bị thanh lý thì con số này đã có y cũng cao trong thời gian khoảng chừng là 10 20 phút các bạn nhưng mà nếu như mà các bạn nhìn vào cái thời gian là 24 giờ đó thì các bạn thấy được là 24 giờ qua có tổng cộng là không tới 400 triệu đô la lệnh đòn bẩy bị thanh lý thì có nghĩa là không phải là tại vì source dẫn đến giá tăng đâu các bạn có khả năng rất cao là có ai đó đang thu mua đó là ai thì đương nhiên thường không biết rồi các bạn nhưng mà đó là khả năng hiện tại và chúng ta có thể nhìn thấy được là có một cái thông tin dẫn đến thị trường cực kỳ sôi động và thị trường nó đã sôi động trước khi mà có thông tin này rồi các bạn và khi mà có thông tin này đó, thường đã thấy thấy được là giá của Bitcoin cách đây khoảng chừng là 6 tiếng đồng hồ đã, đã đẩy từ cái mức là 31.600 đô lên thẳng tới 35.000 đô luôn các bạn trong thời gian cực kỳ ngắn nhưng mà sau đó đã có cái sự điều chỉnh xuống rồi chúng ta một lần nữa lại tới cái mức cao hơn là 31.148 thì trong cái khoảng thời gian này các bạn lúc mà chúng ta có cái ngọn nến này đó có một cái thông tin được chia sẻ liên quan tới Blackrock khiến cho nhiều người tưởng nó là cái quỹ Bitcoin spot ETF của Blackrock đã được thông qua. Đó chính là cái thông tin liên quan tới là iShares Bitcoin Trust của Blackrock. Đây là cái đơn. Bitcoin Spot ETF của BlackRock đó đã được niêm yết ở trên DTCC hay còn gọi là Depository Trust and Clearing Corporation. Đây là cái đơn vị mà chịu trách nhiệm thanh toán các giao dịch trên sàn của Nasdaq các bạn. Và dựa theo những thông tin được chia sẻ bởi Bloomberg, đó, nếu như mà cái quỹ Bitcoin Spot ETF của BlackRock được thông qua đó thì cái mã chứng khoán sẽ là IBTC các bạn, iShare Bitcoin và nhiều người đó mới đầu thấy thông tin này đó lại lầm tưởng nghĩ là wow đã được thông qua rồi và chuẩn bị niêm yết lên sàn Nasdaq thì không phải đâu các bạn đây chỉ là một phần của cái quá trình niêm yết ETF lên trên thị trường chứ không có nghĩa là đã được thông qua đâu nhưng mà tuy nhiên đây cũng là một tin tốt các bạn thông cảm thấy là lúc đó đó nhiều người à, cảm thấy thất vọng tại vì đọc kỹ lại đó thì thấy đây không phải là thông tin là BlackRock Bitcoin Spot ETF được thông qua cho nên chúng ta mới có cái hiện tượng là giá trả trở về nhưng mà sau đó, đó thì uh, thường cảm thấy nhiều người cũng nhận ra được đây cũng là một thông tin tốt, có thể cho thấy được là BlackRock đã tiến thêm một bước được các bạn, mọi thứ đó hầu như đã sẵn sàng rồi chỉ cần một lời nói của SEC thôi thì có thể là giao dịch rất là nhanh chóng và nhiều người sẽ hỏi là tại sao chỉ có BlackRock những quỹ khác thì sao các bạn thì uh, chúng ta không biết, chúng ta biết BlackRock là công ty đổ sộ là công ty quản lý số tiền lớn nhất trên thế giới này các bạn, không có công ty đầu tư nào lớn hơn BlackRock hiện tại. Có thể là họ biết thông tin nội bộ gì đó hay là có thể là họ chỉ chuẩn bị sẵn mà thôi tại vì họ cực kỳ có lòng tin là sẽ được thông qua cho nên họ đi trước một bước. Cũng có thể nhưng mà đây là cái thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay dẫn đến cái sự sôi so động trên thị trường và không chỉ riêng là thông tin này các bạn chúng ta cũng có một người, một trong những người mà nhiều bạn đã quen thuộc đó chính là ủy viên Hester Pierce của SEC SEC đã có tổng cộng là 5 ủy viên các bạn, 5 ủy viên là tính luôn cả chủ tịch Gary Gensler có nghĩa là nếu như chúng ta muốn có một cái Bitcoin Spot ETF được thông qua đó thì 3 trên 5 người phải bỏ phiếu là ủng hộ. Chúng ta biết là hiện bây giờ đã có hai người ủng hộ crypto ở trong cái số lượng quỹ viên của SEC. Đó chính là một là Hester Pierce Người các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Và người còn lại đó chính là Mark Ueda à, Chúng ta biết là ba người kia đó Thì riêng chủ tịch Gary Gensler thường đã nói khá nhiều rồi còn hai người còn lại đó thì vẫn chưa bày tỏ quan điểm các bạn nhưng mà chúng ta cần thêm một người nữa thôi đó thì mọi thứ sẽ thay đổi rất là nhanh chóng cho nên chúng ta mới thấy là ngày hôm nay trên đài CNBC đó thì ủy viên Hester Pierce cũng đã chia sẻ là trên căn bản phần lớn của SEC đó không hề chống đối crypto và rất là ủng hộ và điều này chúng ta cũng nhận ra được là lần này lần đầu tiên mà chúng ta thấy được là những nhân viên của SEC đó đang làm việc thật sự với những công ty mà phát hành quỹ Bitcoin Spot ETF trước đây chúng ta đã nhớ đó là họ cứ trì hoãn trì hoãn không nói gì hết rồi sau đó là từ chối đợt này đó họ đã nói chuyện với là iconvest nói chuyện phải đeo đi nói chuyện với nhiều công ty để mà thu thập thêm tài liệu và các bạn thấy được là những công ty như là blackrock fidel đi iconvest cũng đã nạp đơn chỉnh sửa dựa theo yêu cầu của sec cũng có tiến triển các bạn và dựa theo katy wood của iconvest đó, thì những nhân viên của sec mà bà làm việc chung đó thực sự là hiểu rõ về bitcoin và tại sao nó có giá trị và tại sao đây là thị trường mà chúng là cần phải có một cái quỹ spot ETF thì chúng ta hãy nghe cái sự chia sẻ đến từ Heather Pierce các bạn. Đây là cái phần đầu tiên. Heather Pierce nói là tôi nghĩ là chúng tôi nên chấp nhận Bitcoin Spot ETF 5 năm qua nghĩa là đã 5 năm rồi à, đáng lý đâu là phải có Bitcoin Spot ETF rồi nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có vì cái logic giải thích tại sao chúng tôi vẫn chưa chấp nhận đó, thì luôn làm cho tôi bối rối đây là cái sự chia sẻ đến từ quỹ viên Hester Pierce để thùng chia sẻ phần này với các bạn I can't, I can't say whether or not the, the commission is, is ready to approve a Bitcoin exchange traded product I've been thinking we should approve one for the last 5 years So that the logic for why we haven't has always mystified me. Uh, the court case obviously is is an important factor in the landscape, but um, i can't guess as to my colleague's approach to this topic what <laughs> and... nhì đó S c c ở quỹ viên Hester Pierce phần này thì Thuận chưa có thời gian để mà dịch lại cho các bạn nhưng mà cái phần này đó là phần mà quỹ viên Hester Pierce nói là phần lớn SEC đều không có sự chống đối liên quan đến crypto phần lớn đều hiểu và có sự ủng hộ các bạn để Thuận chia sẻ phần này với các bạn I can say that generally the agency has not been very good when it comes to anything related to Bitcoin or other crypto assets. And look, I hope that every day, I, every day I, I hope that they'll wake up and they'll think, you know what, we need to take a more productive approach. That hasn't happened yet, but I'm of course hoping that it will. Điều này cũng cho các bạn thấy được là cái chướng ngại bậc lớn nhất không phải là SEC các bạn, đó chính là Chủ tịch Gary Gensler. Và chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều làm sao để có thể thay đổi và có thêm một người mới ủng hộ crypto các bạn thì cũng đơn giản thôi. Nếu như mà chúng ta có một tổng thống mới năm 2024 của một đảng khác thì chúng ta thấy được là khả năng là chủ tịch Gary Gensler sẽ từ chức và chúng ta sẽ có một chủ tịch SEC mới được bổ nhiệm và điều này đó sẽ dẫn đến là có sự thay đổi nhanh chóng về cái quan điểm của SEC liên quan đến crypto các bạn nhưng mà cho dù là Gary Gensler còn tại vì đi nữa đó chúng ta thấy được là càng ngày cái khả năng có Bitcoin Spot ETF càng cao không có gì là 100% hết các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là lần này khác với những lần trước đây những lần trước đây đây chúng ta thấy được là biết là bao nhiêu những công ty đệ đơn cuối cùng đều bị từ chối hết và dùng cùng một cái thông điệp đó chính là thị trường này đó còn quá nhỏ dễ bị làm giá hay là không có nơi an toàn để mà lưu trữ các bạn nhưng mà chúng ta đã biết hai điều khác biệt trong vòng mấy tháng qua điều thứ nhất đó chính là những công ty mà đệ đơn lần này toàn là những công ty lớn đến từ phố Wall và thứ nhì đó chính là cái sự kiện của Rayscale Bitcoin Trust đã dẫn đến là thẩm phán ra quyết định là SEC đã không thể cứ từ chối qua lo được mà phải một là chấp nhận, hai là đưa ra một lý do cực kỳ chi tiết và chính đáng thì mới có thể từ chối cái quỹ Bitcoin Spot ETF tại vì chúng ta đã có Bitcoin Futures ETF được thông qua bởi SEC rồi. Và chúng ta thấy được đây là những cái thông tin dẫn đến cái sự sôi động ở trên thị trường ngày hôm nay. Và như thường đã chia sẻ đó, trước khi mà có những thông tin này đó, giá cũng đã bắt đầu có sự đi lên rồi các bạn. Nghĩa là có ai đó đã biết trước và có thể là chúng ta đã trách nhầm nhân viên của Cointelegraph về các bạn. Cái giá bây giờ còn cao hơn cả cái giá mà chúng ta có cái thông tin giả cách đây vài ngày nữa. Không biết là cái nhân viên đó đã được mướn lại hay chưa các bạn hay là vẫn còn đã thất nghiệp. Và ngày hôm nay đó thị trường sôi động đến nỗi mà chúng ta có một nhà tài trợ luôn các bạn Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ Đó chính là Bitcoin Matrix và đây là thông điệp tính từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay đây là một cái dự án Stake to My Bitcoin có tên là Bitcoin Matrix và là một dự án đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư khi mà họ đã huy động được hơn 1 triệu đô la và tạo ra một nơi hấp dẫn cho các thợ đào Bitcoin. Bitcoin Matrix BTC -MTX, là một loại crypto mới cho phép người dùng thực hiện đào Bitcoin dễ dàng bằng cách là stake token BTC MTX trên nền tảng của họ. Đổi lại việc stake token thì người dùng có thể nhận được một khoản tín dụng đào Bitcoin trên nền tảng đám mây hay còn gọi là dịch vụ cloud mining Sau đó họ có thể đốt các khoản tín dụng này để đổi lấy sức mạnh đào Bitcoin mà không cần thiết phải có các thiết bị đào Bitcoin chuyên dụng đắt tiền Hơn nữa Bitcoin Matrix mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi mà chỉ cần mua BTC MTX với mức tối thiểu là 10 đô la và đương nhiên đây là dịch vụ Cloud Mining, dịch vụ đào trên đám mây thì sẽ có những ưu điểm như là không tốn điện, không cần bảo trì, không khấu hao phần cứng khi mà đào Bitcoin và không còn cần hay là ôm ao. Và phương pháp kiếm lợi nhuận kép của Bitcoin Matrix không chỉ mang đến các phần thưởng đào Bitcoin mà còn có cơ hội stake token thông qua token BTC MTX. Với hơn 87 triệu token BTC MTX đã được khóa, BTC MTX là token thuộc mạng lưới của Ethereum với tổng cung là 4 tỷ token và phân chia là 42,5% token BTC MTX được sử dụng để mà tài trợ cho hoạt động đào Bitcoin của Bitcoin Matrix. 35% của số token được phân bổ cho marketing và phát triển BTCMTX, 15% được phân bổ cho phần thưởng cộng đồng khi mà tham gia tích cực vào dự án và 7,5% dành cho phần thưởng stake BTCMTX cho đến khi một hoạt động đào trên nền tảng đám mây của Bitcoin Matrix được phát triển. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ Bitcoin Matrix muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay. Các bạn có thể tìm hiểu thêm Thông tin về dự án cũng như là Airdrop trị giá lên tới 30.000 đô la dành cho 10 bạn may mắn chiến thắng như là thuận lợi như mà nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm nữa thì thông tin sẽ nằm bên dưới cái video này. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để tiếp tục nói tới một số những thông tin đã bật trong video ngày hôm nay. Và không chỉ riêng là chúng ta nghe những cái nhận định đến từ những công ty như là chúng ta nói tới Ark Invest hay là chúng ta nói tới Fidelity, chúng ta nói tới ngân hàng JP Morgan mà ngay cả một trong những công ty kiểm toán lớn các bạn đó chính là công ty kiểm toán EY một trong những big four đó thì họ đã tuyên bố là hàng nghìn tỷ đô la từ các tổ chức đang chờ đợi để đầu tư vào Bitcoin khi mà một quỹ spot ETF được thông qua và EY tin rằng Mọi người mua Bitcoin như một loại tài sản chứ không sử dụng Bitcoin như là phương tiện thanh toán, không giống như là Ethereum, nhiều người mua Ether như là một nền tảng tính toán cho giao dịch kinh doanh và giao dịch DeFi các bạn. Và đương nhiên các bạn cũng đã biết EY là một trong bốn tập đoàn kế toán lớn nhất Chúng ta có EY, chúng ta có PricewaterhouseCoopers à, Chúng ta có Deloitte Và cuối cùng là KPMG các bạn Và ngay cái công ty mà thường làm trước đây là KPMG đó Cũng đã thay đổi quan điểm về crypto Và bốn tập đoàn kế toán lớn nhất có cái sự ủng hộ crypto đó là một trong những điều mà cực kỳ quan trọng các bạn tại vì những công ty kế toán lớn này đó họ thường là có một cái quan điểm đầu tư nó cổ hủ hơn tại vì họ quá lớn các bạn không thể nào mà gặp bất cứ sự cố nào một sự cố thôi có thể dẫn đến là công ty của họ hoàn toàn bị tiêu diệt các bạn chúng ta cũng đã thấy cái công ty Arthur Anderson các bạn chỉ dính vào Enron trước đây thôi đó thì Arthur Anderson cũng đã hoàn toàn coi như sụp đổ Arthur Anderson thì vẫn còn ngày hôm nay các bạn nhưng mà đã không còn cái tên đó nữa mà đã chia ra làm năm bảy công ty thì các bạn thấy được là chỉ cần sai một phần thôi thì sẽ đi rất là xa cho nên những công ty kế toán lớn đó họ rất là thận trọng bây giờ các bạn thấy được là KPMG gần đây cũng đã đưa ra một cái bài viết nói là tại sao đào Bitcoin đó không ảnh hưởng đến môi trường như là nhiều người nghĩ và thậm chí đào Bitcoin lại tốt cho môi trường các bạn thấy được là cái thông điệp đang được thay đổi và EY đó cũng là một những công ty mà rất là bullish về thị trường crypto này và chúng ta hồi nãy nói tới Grayscale các bạn thì ngày hôm nay đó có một thông tin mà được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhiều người nghĩ đây là thông tin lớn chứ thật sự không phải đâu các bạn cái thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay đó đó chính là tòa án đã chính thức đưa ra quyết định là SEC phải xem xét lại cái đơn của Rayscale để mà chuyển đổi cái quỹ Bitcoin Trust của Rayscale thành Bitcoin Spot ETF. Thì cái này đó là liên quan đến cái quyết định của tòa án cách đây là hơn 45 ngày. Lúc đó các bạn đã nhớ là tòa án quyết định là SEC đã thua trong vụ kiện và SEC có 45 ngày để ra quyết định là họ có kháng cáo hay không. Thì tuần vừa rồi đó SEC không có kháng cáo thì chúng ta cũng đã nói tới là trong tuần này sẽ có thông tin chính thức từ tòa và đây là thông tin chính thức từ tòa liên quan đến cái đó các bạn Nó cũng không có phải là cái gì là quá lớn lao đâu Coi như là SEC không có kháng cáo Thì hôm nay là đầu tuần đó, tòa án đã đưa ra cái văn bản cuối cùng Và sau đó các bạn thấy được là SEC cũng đã chính thức coi như là nhìn nhận cái đơn của Grayscale cũng giống như là đơn của BlackRock hay là Ark Invest hay là đi các bạn Grayscale bây giờ đã trở lại để mà chờ đợi được xem xét có, có, được thông qua hay là không đó là cái thông tin mà thùng cảm thấy là có nhiều nguồn đó họ nói là breaking news hay là họ nói đây là cái thông tin lớn thật ra đây là thông tin chúng ta cũng đã biết tuần nhiều rồi đây chỉ là cái văn bản theo cái trình tự mà thôi nhưng mà với sự tăng trưởng của bitcoin đó thì các bạn thấy được là michael strategy cuối cùng đã có lời rồi các bạn các bạn đã nhớ là michael strategy đã mua bitcoin với cái mức giá trung bình họ đã mua từ tháng 8 năm 2020 và cái mức giá trung bình họ mua tới bây giờ thì họ mua rất nhiều năm 2021 và năm 2022 và cái mức giá trung bình của họ là thôi nhớ là khoảng 29.500 đô có nghĩa là ngay thời điểm bây giờ họ đã có lãi rồi các bạn và lời bao nhiêu thì ở mức 33.800 đô có nghĩa là dưới cái mức giá hiện tại bây giờ là khoảng 34.500 đô thì ở mức là 33.800 đô đó thì Michael đã có lời trên giấy tờ các bạn đương nhiên khi nào chốt mới thật sự là tiền trong túi mình nhưng mà Michael đó họ đang có lãi là khoảng 680 triệu đô la con số không hề nhỏ các bạn tại vì họ có tới hàng tỷ đô la Bitcoin lận và chúng ta đã biết là Michael Strategy là công ty mà nắm giữ rất nhiều Bitcoin trên thế giới có thể nói là họ trong cái danh sách tờ top 5 những công ty những đơn vị lưu trữ nhiều Bitcoin nhất thì đương nhiên cái sự lo lắng là bây giờ họ có lời họ có xả hàng hay không thì cái đó chỉ có Michael Saylor biết mà thôi các bạn một trong những điều mà Michael Saylor thường hay chia sẻ và nhắc nhở mọi người tại vì mọi người thường hay chọc quê Michael Saylor nhưng mà Michael Saylor đã thường muốn nhắc nhở lại là từ 10 tháng 8 năm 2020 lúc mà Michael Strachey lần đầu tiên mua Bitcoin tới bây giờ đó các bạn thấy được là Bitcoin đã tăng 147% S&P 500 tăng 26%, Nasdaq tăng 18%. Trong khoảng thời gian đó chúng ta thấy được là vàng giảm 3%, bạc giảm 19% và trái phiếu giảm rất nhiều các bạn. Tại vì lãi suất tăng trong thời gian gần đây thì trái phiếu giảm tới 24%. Rất đơn giản chúng ta có thể thấy được là từ khi mà có đại dịch xảy ra đó khiến cho tiền bơm vào trong thị trường dẫn đến là rất nhiều tài sản tăng lúc đó cái gì cũng tăng các bạn bất động sản cũng tăng cổ phiếu cũng tăng vàng cũng tăng nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó khi mà bắt đầu fed siết chặt nguồn tiền thì đương nhiên tất cả đều bị ảnh hưởng các bạn nhưng mà tới bây giờ bitcoin vẫn là mảng đầu tư mà mang đến lợi nhuận cao nhất khi các bạn so sánh như thế này và một trong những điều mà michael saylor đã gần đây không so sánh nữa đó chính là cổ phiếu của michael strategy các bạn các bạn có biết là chúng ta thường hay chọc quê Michael Saylor nhưng mà tại sao mà khi Michael Saylor đó thu mua Bitcoin lúc nào đó, sau khi mua rồi thì giá vẫn xuống và cái mức giá mà ông thu mua đó luôn cao hơn giá thị trường nghĩa là trong một thời gian dài thu mua là lỗ, thu mua là lỗ thì tại sao vẫn có thể kêu gọi được những nhà đầu tư tiếp tục chăm vốn vào để cho công ty Michael chỉ thu mua Bitcoin các bạn? Rất đơn giản, tại vì cổ phiếu của chỉ tăng Chi tiết hơn nữa là các bạn đã thấy được là cổ phiếu của Michael Strategy trong cùng khoảng thời gian đó nghĩa là từ năm 2020 cho đến bây giờ tăng 98% các bạn trong vòng 3 năm. Cổ phiếu của Michael Strategy tăng 98% trong vòng 3 năm. Trong khi chúng ta so sánh khoảng thời gian này, các bạn so sánh với những cái cổ phiếu công nghệ lớn đó, các bạn sẽ thấy được là phần trăm tăng trưởng này không hề nhỏ. Và các bạn có biết là công ty MicroStrategy đó 5 năm trước đang lỗ và thậm chí 5 năm trước cũng không có nhiều người biết đến michael strategy các bạn bây giờ ai có biết tới michael strategy hết tại vì cái chiến lược bitcoin của họ và đó là lý do tại sao mà michael Saylor luôn kêu gọi được thêm vốn các bạn trên căn bản những nhà đầu tư đưa tiền cho michael sailor để thu mua bitcoin cho michael strategy họ kinh doanh là mua và lưu trữ Bitcoin hiện tại cũng hiểu đơn giản đó, đây cũng là một trong những cách gián tiếp mà những công ty muốn tiếp cận với Bitcoin Spot ETF và câu hỏi thường luôn đặt ra đó là khi mà Bitcoin Spot ETF được thông qua rồi thì những cái công ty những cái đơn vị đầu tư này họ có còn đưa tiền cho michael Saylor nữa hay là không tại vì một trong lý do tại sao mà họ muốn mua cổ phiếu của michael strategy tại vì đây là cách gián tiếp để tiếp cận với giá bitcoin khi mà giá bitcoin tốt đó, thì cổ phiếu của michael strategy cũng tốt luôn tại vì nếu như mà họ mua bitcoin trực tiếp đó, thì lại phải lưu trữ rồi phải làm kế toán cuối năm rồi khai lời lỗ nó rất là phiền phức những công ty này họ không phải là công ty chuyên đầu tư bitcoin họ chỉ muốn tiếp cận bitcoin như là một mảng đầu tư đa dạng hóa mà thôi cho nên họ mới dùng tiền để mà thu mua những cổ phiếu như là của Michael MicroStrategy nhưng mà có Bitcoin Spot ETF rồi, hoặc là đi dễ dàng thu mua thì có cần MicroStrategy hay là không? Thì dựa theo Michael Saylor họ vẫn sẽ cần MicroStrategy tại vì không giống như Bitcoin Spot ETF, công ty MicroStrategy này đó họ có chiến lược, họ có thể là cho vay Bitcoin của mình để mà lấy lãi, họ có thể là kinh doanh cái gì đó liên quan tới Bitcoin hay là họ có thể là kinh doanh cái ngành chính của mình cung cấp phần mềm rồi có thể dùng tiền đó để tiếp tục thu mua thêm Bitcoin làm cho giá trị cổ phiếu ngày càng tăng lên thì đây là cái cách giải thích của Michael Saylor các bạn và Michael Saylor đã lúc nào cũng nói một câu thôi là sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ bán Bitcoin thì nhiều bạn hỏi thuận là có tin hay không thì nếu các bạn hỏi thường thì các bạn đã quên những quy định thường đặt ra rồi các bạn quy định đầu tiên hết đó chính là đừng tin ai cả và trên căn bản michael strategy thu mua cũng được bán cũng được chúng ta không thể nào cản được đâu các bạn thay vì mà các bạn lo lắng về michael strategy sẽ làm gì thì các bạn hãy nghĩ đi bitcoin tăng trưởng phát triển như thế nào trước khi mà có MicroStrategy hay là sau khi có MicroStrategy cũng như vậy mà thôi các bạn, MicroStrategy chỉ là một sự kiện ở trong thị trường crypto này mà thôi. Thị trường này lớn hơn MicroStrategy rất là nhiều và cho dù không phải là Michael Strategy xả hàng cũng sẽ người khác xả hàng các bạn điều quan trọng hơn là bạn làm gì và bạn thu mua ở những mức nào và sau đó đó bạn chốt lời những mức nào các bạn và với cái sự tăng trưởng đột ngột này đó nhiều bạn có thể biết là thuần đã tích lũy rất là nhiều trong một thời gian dài rồi nhất là nguyên một năm ngoái các bạn tích lũy càng ngày càng tăng tốc hơn thì Thuần cũng sẽ nghĩ đến việc là chốt lời trong khoảng thời gian tới đây các bạn Và đương nhiên Thuần trung bình giá vào sẽ trung bình giá ra Thì lúc nào cũng sẽ có bạn nói là Ờ tại sao lại không tiếp tục chờ đợi bịt con tăng nữa vấn đề là thôi chỉ chút lời một phần nhỏ thôi các bạn và thứ nhì nữa là cái điều quan trọng hơn hết không phải là bạn nhìn thấy giá bitcoin ở mức nào mà bạn thu mua giá bitcoin ở mức nào cái đó quan trọng hơn nếu như các bạn thu mua bitcoin ở mức giá giả sử như là 16.000 đô thì bây giờ các bạn đã lời hơn gấp đôi các bạn cũng giống như các bạn thu mua bitcoin ở mức giá 60.000 thì các bạn phải chờ đợi tới 120.000 thì cái phần lời đó cũng tương tự như một ai đó thu mua ở cái mức giá là 16.000 và bây giờ bitcoin là ở 32.000 đô thì nó cũng sẽ là như vậy đó các bạn và đương nhiên các bạn đã biết là cái lúc mà có sự hỗn loạn liên quan tới ngân hàng svb đó thì thùng đã đổi hết stablecoin của mình à, thu mua bitcoin lúc đó lúc đó giá bitcoin thường nhớ là khoảng 19.000 hay gì đó thì tới bây giờ đó cái phần đó vẫn còn các bạn thùng chút là một phần nhỏ cách đây vài tháng Thùng đã chia sẻ với các bạn thì bây giờ thùng sẽ tiếp tục chút lời nói là chút lời nhưng mà trên căn bản thùng muốn cân bằng lại cái số lượng tiền mặt của mình tại vì lúc đó, đó là thùng bất đắc dĩ cho nên mới cần phải dùng hết tiền để mà thu mua bitcoin lúc đó các bạn nhưng mà cuối cùng đó cũng là một quyết định tốt khi mà nhìn lại và nói tới đây đó chúng ta hãy nhìn một cái thông tin quen thuộc mỗi lần mà chúng ta có cái giá cả tăng đột ngột đó thì chúng ta sẽ nhìn xem coi là ngay bây giờ cái số lượng phần trăm Bitcoin đang có lời là bao nhiêu và ngay bây giờ các bạn cái số lượng phần trăm đang có lợi là 83% 80% cũng chưa phải là cao đâu các bạn nhưng mà cũng đã gần tới mức cao rồi đó. Chúng ta có thể thấy được đây là một chỉ số mà chúng ta đã nhìn khá là nhiều năm ngoái. Mỗi lần mà chỉ số này ra các bạn thấy là đi vào có dùng màu xanh lá cây đó chính là cái thời điểm tích lũy dài hạn Và lúc đó tôi đã chia sẻ với các bạn Những lúc như chúng ta đã thấy được là giá Bitcoin khoảng chừng là 17.000 đô 16.000 đô, 15.000 đô Thì đó là những lúc mà có thể tích lũy dài hạn được Và ngược lại các bạn Khi mà cái đường màu cam này đi vào cái dùng màu đỏ Có nghĩa là rất nhiều người đang có lời Và khi mà rất nhiều người đang có lời Thì khả năng là sẽ có người chốt lời các bạn cho nên khi mà mọi thứ tiếp tục tăng đó mọi người vẫn đang happy thì không vấn đề gì chỉ cần là các bạn thấy được là tăng ngưng lại hay là có cái dấu hiệu gì đó đảo chiều đó thì sẽ có nhiều người chốt lời cho nên mỗi lần mà cái đường màu cam này đi vào cái vùng màu đỏ thì các bạn cần phải quan tâm đến. Bây giờ thì vẫn chưa các bạn, vùng màu đỏ này đó là trên 95% của cái số lượng bitcoin đang có lời dựa theo on chain. Thế bây giờ thì chúng ta mức là 83% mà thôi. Và không ai biết định ở đâu và đấy đâu đâu. Cho nên điều mà thùng muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải có những chiến lược và một trong những chiến lược đó chính là trung bình giá. Nhưng mà trước khi mà thùng chia sẻ về trung bình giá đó một điều mà các bạn nên hiểu khi mà chúng ta nhìn vào tình hình chung của thị trường tài chính thì nó không có tốt các bạn tất cả những cái sự kiện những sự lo lắng thì vẫn đang diễn ra hiện tại chiến tranh vẫn đang diễn ra tiền vẫn đang mất giá công trái phiếu vẫn đang được bán bởi Trung Quốc rồi công trái phiếu vẫn đang được bán bởi chính phủ Hoa Kỳ và chúng ta sẽ được là nền kinh tế chậm lại khắp nơi và thậm chí giảm phát ở Trung Quốc tất cả những cái đó đều còn đang ngay trước mặt chúng ta không có gì thay đổi hết và chúng ta có thể nhìn vào crypto và các bạn thấy quên đi thị trường tài chính nói chung các bạn ngay cả ngày hôm nay đó các bạn nhìn thấy được là sau nhiều ngày chứng khoán Hoa Kỳ đỏ nó hôm nay cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Chúng ta thấy được là tuy là Nasdaq đã kết thúc là tăng 0.27% nhưng mà Dow Jones thì hiện bây giờ đã giảm tiếp tục 0.58% và S&P 500 kết thúc là giảm 0.17. Pre-market tên thì bây giờ thì cũng có sự tăng trưởng nhẹ lại thôi các bạn. Nói chung thì vẫn chưa nói được gì cho đến khi nào mà chúng ta bắt đầu mở cửa trading ngày mai. Còn về hợp đồng của dầu đó thì các bạn đã thấy là không tiếp tục tăng nữa sau khi mà đạt cái mức là khoảng 90-91 đô la cho một thùng dầu thì đã trả cho về là 86 đô các bạn. Còn à, chúng ta nói tới hợp đồng vàng thì sao? Hợp đồng vàng đó thì cũng đã không thành công để qua được 2.000 đô các bạn ở mức là thu nhớ 1994 gần đây là cái mức cao nhất các bạn. Đúng rồi, mươi 1994 cho một ounce vàng thì đã không có thể phá được 2.000 đô. Nhưng mà chúng ta vẫn đang ở gần các bạn 1988 đô. Chỉ có thị trường crypto là có có sự tăng trưởng nhanh trong vòng khoảng chừng là 2-3 ngày qua và cái phần lớn đó chính là liên quan tới Bitcoin Smart ETF các bạn. Đây là cái thông tin duy nhất thúc đẩy thị trường crypto thì chúng ta có thể nghĩ tích cực là thật sự là có ai đó đã biết trước thì cho nên chúng ta mới thấy là giá cả có có sự tăng trưởng tại vì có ai đó đó đã thực sự tin và biết được có cái độ chắc chắn là sẽ có một Bitcoin Spot ETF sớm cho nên chúng ta mới thấy cái giá cả vẫn tích cực hay là ngược lại mọi người có thể là đã quá à, hào hứng với thông tin này và nếu như chúng ta nhận được một cái thông tin nào đó bất lợi hay là khiến cho nhiều người cảm thấy nản tại vì Bitcoin Spot ETF gặp vấn đề và có thể là không được thông qua không còn chắc chắn như trước đây nữa thì mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng các bạn cho nên các bạn nên nhớ các bạn cần phải đặt ra mục tiêu cho bản thân của mình nếu như mà các bạn cảm thấy chúng ta vẫn chưa có tích lũy đủ các bạn cảm thấy được là chờ đợi dài hạn cho đến cái mùa kế tiếp thì các bạn có thể tiếp tục tích lũy nhưng mà nào mà đã tích lũy một thời gian qua rồi và có những cái mục tiêu chốt lời à, có thể là giá tăng quá nhanh trong thời gian gần đây đã dẫn đến là các bạn đã thấy được giá tăng hơn cái mức mà các bạn đã định chốt lời cho nên các bạn bây giờ cảm thấy được là cứ chờ đợi xem có tăng được bao nhiêu thì đó là cái sự lựa chọn của các bạn điều quan trọng hơn đó là các bạn cần phải có chiến lược cho bản thân của mình thấy đủ thì chốt lời nếu như mà muốn đầu tư dài hạn thì tiếp tục tích lũy các bạn và chiến lược của thuần thì luôn là trung bình giá lúc mà giá xuống các bạn và giá lên thì trung bình giá chốt lời rồi sau đó lại tiếp tục trung bình giá thu mua tiếp tục và một cái mùa tăng trưởng nó thường có thể làm điều đó là hai ba lần các bạn chứ không phải là chút lời một lần hay là tích lũy một thời gian nào đó rồi chút lời một thời gian nào đó mà trong một mùa tăng trưởng nó thường có thể là chút lời xong rồi tích lũy trở lại rồi chút lời trở lại nữa các bạn tại vì khi mà tăng trưởng nó sẽ không có như là chúng ta nghĩ là giá cứ tăng và tăng và tăng đương nhiên sẽ có sự điều chỉnh các bạn và nhiều điều chỉnh nó cũng sẽ rất là sâu giống như là hai ba mươi phần trăm luôn nhưng mà trung bình giá đó thì các bạn sẽ thấy được là khi mà chúng ta nói đến đầu tư dài hạn trung bình giá giả suy như các bạn là một người mà cực kỳ kém may mắn đi các bạn tham gia vào thị trường này ngay cái đỉnh luôn các bạn có nghĩa là các bạn bắt đầu thu mua Bitcoin trung bình giá ngay cái đỉnh lúc đó là 69.044 đô dựa theo CoinGecko đó chính là khoảng chừng ngày 10 tháng 11 năm 2021 thì nếu các bạn bắt đầu thu mua từ đỉnh luôn các bạn cho đến bây giờ thì kết quả ra sao các bạn? Kết quả các bạn sẽ thấy được là cho dù các bạn bắt đầu thu mua từ đỉnh cho đến bây giờ các bạn vẫn đang có lời là hơn 30%. Mặc dù mặc dù là các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ tuy là đã có sự tăng trưởng trong vòng mấy ngày hôm nay nhưng mà 34.000 đô vẫn thấp hơn rất nhiều, không bằng phân nửa của cái mức cao là 69.000 đô nhưng mà các bạn vẫn có lời hiện tại là 30% các bạn thì cho các bạn thấy được đây là kết quả của trung bình giá ngay cả khi các bạn trung bình giá mỗi tuần ngay cái đỉnh luôn bây giờ các bạn cũng có lời và càng ngày đó đối với lại thị trường Bitcoin thị trường vàng đó thì chiến lược trung bình giá càng ngày càng được phổ biến các bạn ngay cả một trong những người mà thuận không nghĩ là một ngày nào đó sẽ nói tới trung bình giá là Robert Kiyosaki các bạn ngay cả ngày hôm nay đó thì Robert Kiyosaki uh, cũng đã nói tới trung bình giá dollar cost averaging các bạn DCA và trong cái thuyết này đó hiểu đơn giản hơn là một người bình thường có thể chung bình giá vào vàng hay là bạc thì vẫn có lời chỉ cần là tích lũy một loại tài sản các bạn có lòng tin và có sự tăng trưởng theo thời gian thì trung bình giá là một trong những chiến lược rất là tốt đương nhiên khi mà trung bình giá đó, thì điều quan trọng hơn hết là các bạn phải chọn đúng tài sản các bạn các bạn mà trung bình giá sai tài sản đó thì kết quả cũng như là không thôi các bạn như xin các bạn chung mình giá Luna thì kết quả các bạn đã biết rồi đó trên căn bản chung bình giá các bạn cũng phải bỏ công ra để tìm kiếm một cái loại tài sản mà các bạn tin tưởng có sự tăng trưởng dài hạn và bền vững thì chung bình giá mới có hiệu quả và chúng ta đã nói khá nhiều về Bitcoin rồi các bạn về uh, Allcoin đó thì chúng ta thấy được là nhìn vào vốn hóa chung đi hôm nay đó con cha chồi cho thấy được là tổng số vốn hóa đã hơn 1,3 nghìn tỷ các bạn Bitcoin đó, hôm nay tăng hơn 11% các bạn Ether cũng tăng nhưng mà ít hơn Và nếu như chúng ta nhìn vào thị trường nói chung nó thì rất nhiều màu xanh Nhưng mà có một điều các bạn cần phải nên để ý đến Đó chính là cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin đó dựa theo Congetgo là 51.4% Nhưng mà dựa theo CoinMarketCap đó, thường refresh lại Hôm nay đã lên tới mức là 53.3% các bạn Nghĩa là cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin ngày càng tăng. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là Bitcoin chiếm thị phần nhiều hơn cũng đồng nghĩa là những altcoin đã không tăng nhanh bằng bitcoin và một trong những cách các bạn có thể thấy được cái hiện tượng này đó là đơn giản thôi các bạn ở bên góc ở bên tay phải của coin market cap đó, các bạn có cái phần gọi là usd các bạn bấm vào và các bạn có thể lựa chọn bên dưới này đó là các bạn sẽ quy tất cả ra bitcoin thay vì là đô la có nghĩa là tất cả altcoin sẽ tính theo giá của bitcoin các bạn thì các bạn sẽ thấy được là phần lớn những altcoin đó là đang đỏ chứ không phải là xanh nó chỉ xanh khi mà các bạn nhìn vào giá tính theo đô la mà thôi nhưng mà trên căn bản đó trong vòng 24 giờ qua hay là một tuần qua thì phần lớn như altcoin là màu đỏ các bạn có nghĩa là đầu tư bitcoin vẫn có lợi hơn trong khoảng thời gian này và đương nhiên các bạn cái phần lớn lý do tại sao mà có cái sự tăng trưởng theo thuận đó là tại vì cái sự hào hứng liên quan tới Bitcoin Spot ETF và dẫn đến sự hào hứng thì một số tiền đó đi vào con các bạn nhưng mà phần lớn tiền vẫn là vào Bitcoin hiện tại. Và hồi nãy đó Thuận cũng dành thời gian để mà chia sẻ về tình hình tài chính nói chung thì các bạn sẽ được là có một cái sự chia sẻ ở trên Twitter đến từ The Kobe Ladder thì sự chia sẻ này nói là chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán S&P 500 từ lúc mà cái văn bản của Fed đã không còn cái ước tính là sẽ có suy thoái tài chính nữa thì từ lúc đó tới bây giờ các bạn có nghĩa là khoảng chừng cuối tháng 7 cho tới bây giờ đó thì S&P 500 đã bị bốc hơi 3.5 nghìn tỷ rồi các bạn. Điều này nghĩa là gì? Điều này đó có nghĩa là thị trường không có tin tưởng vào Fed các bạn. Khi mà Fed đã nghĩ là không còn suy thoái tài chính nữa thì thị trường lại càng lo lắng hơn. Đó là dấu hiệu thị trường không còn tin tưởng cái suy đoán của Fed về tương lai của thị trường tài chính nữa. Và chúng ta cũng đang thấy là mỗi lần mà Fed chuẩn bị để mà giảm lãi suất đó, đó chính là lúc chúng ta xảy ra suy thoái tài chính. Thì đây cũng là một dấu hiệu cho các bạn thấy là những gì chúng ta cảm đây hỏi ngày hôm nay là tất cả chỉ dựa vào là chúng ta sắp sửa có Bitcoin Spot ETF, chỉ cần là cái lòng tin đó bị lung lay like hay là có thông tin gì đó xấu dẫn đến là mọi người không còn tin tưởng là sẽ có Bitcoin Spot ETF, trong thời gian khoảng chừng là một năm đổ lại nữa thì các bạn sẽ thấy được là mọi thứ sẽ thay đổi rất là nhanh chóng, cho nên đó là điều mà tôi muốn các bạn cần phải có cái sự chuẩn bị và chúng ta cũng có một cái cập nhật các bạn à, chúng ta cũng đã biết là ở Argentina ra thì đang có cuộc bầu cử tổng thống và lần này chúng ta quan tâm tại vì Javier Milei người mà bên tay phải đó các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì đây là một trong những ứng cử viên mà rất ủng hộ Bitcoin các bạn và bên tay trái đó là một ứng cử viên khác đây là ứng cử viên Sergio Massa thì đây là bộ trưởng kinh tế của Argentina thì uh, đã có nhiều người ra ứng cử uh, trong cái đợt bầu cử ngày hôm qua các bạn thì kết quả cuối cùng ra sao? Kết quả cuối cùng đó thì Sergio Massa đã gây bất ngờ khi mà về nhất với 36,7% số phiếu trong khi mà người ủng hộ Bitcoin Javier Mele người này các bạn thì về nhì với 30% phiếu bầu thì có phải là tổng thống mới đó chính là Sergio Massa của Argentina hay không thì không phải đâu các bạn. Cái cách bầu cử của Argentina nên họ gọi là runoff election có nghĩa là ngoài trừ việc một ứng cử viên phải đạt được số phiếu cao nhất mà ứng cử viên đó cũng phải đạt được ít nhất là là 45% của tổng phiếu bầu thì mới có thể trở thành tổng thống. Trong trường hợp mà chúng ta không có bất cứ ứng cử viên nào đạt được cái mức là 45% đó thì sẽ có cái cuộc bỏ phiếu cho hai ứng cử viên mà có nhiều phiếu nhất và trong trường hợp này chúng ta thấy được là hai người đó chính là Javier Mele và Sergio Massa họ sẽ tiến vào tháng 11 và sẽ có cuộc bầu cử bỏ phiếu cuối cùng lý do tại sao đó họ chọn cách này khi mà bầu phiếu cho Argentina đó là tại vì họ nghĩ nếu như mà không có bất cứ ai đạt được 45% thì cái người mà chiến thắng không đại diện cho phần lớn những người bỏ phiếu cho nên khi mà điều đó xảy ra đó thì hai người có cái phiếu cao nhất sẽ ra để mà được bầu cử thêm một lần nữa thì sẽ cho những cái người dân cơ hội để bầu một trong hai người này khi mà có thể là người dân đó đó họ đã bầu cho một người khác mà người đó đã rớt đài rồi à, thì bây giờ còn hai người này thì cho người dân cơ hội chọn một trong hai thì chúng ta sẽ chờ đến tháng 11 mới biết được là tổng thống kế tiếp của Argentina là ai và nếu như đó là hai vml đó thì chúng ta thấy được là trên thế giới này sẽ có hai tổng thống cực kỳ ủng hộ crypto và bitcoin và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó, đây là một cái ước tính đến từ jamie hogan mà thôi tại vì nhiều người cũng có hứng thú muốn biết là nếu như mà sec muốn kháng cáo cái vụ của ripple đó thì chúng ta có quan tâm hay là không tại vì à, nếu như mà SEC à, chờ đến năm sau thì kháng cáo thì kết quả đó có khả năng như thế nào. Điều đầu tiên hết ấy, Jamie Hogan muốn chia sẻ là cái thời gian thật ra đối với những bạn nào mà tin tưởng vào chu kỳ 4 năm đó thì cái vụ này đã không còn là vấn đề nữa tại vì đâu đó khoảng chừng là vài tháng sau các bạn, 5-6 tháng sau thì chúng ta mới có cái kết quả cuối cùng của cái vụ kiện hiện tại tại vì có một phần đó chính là thỏa thuận giữa SEC và Công ty Ripple về cái việc là Công ty Ripple bán đồng XRP trực tiếp, nhưng tổ chức đầu tư đó, thì cái phần đó thì coi như là vi phạm được chứng khoán. À, nhưng mà bản thân XRP không phải là chứng khoán, chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều về đề tài này rồi. À, nhưng mà hai bên phải thỏa thuận xem có đóng phạt bao nhiêu và kết quả như thế nào. Sau đó, đó thì phải gửi lên cho thẩm phán rồi thẩm phán duyệt, coi như là mới xong thì phải tốn khoảng chừng là 5 tháng, 6 tháng các bạn. Rồi sau đó nếu như mà muốn để đơn để mà kháng cáo đó thì SEC đại đơn xong rồi lại phải chờ cho đến có thể là tới năm 2025 thì mới ra tòa để mà kháng cáo và cho dù như vậy đi nữa đó cũng không có gì chắc chắn là tòa có thể chấp nhận đơn kháng cáo của SEC nếu như mà không có nói rõ ràng tại vì trong những gì mà được chia sẻ bởi thẩm phán Torres thì thẩm phán Torres cũng đã chích ra rất là nhiều cái phần liên quan tới cái bài kiểm tra How We Test và thẩm phán Torres đã đưa ra quyết định của mình dựa theo cái bài kiểm tra How We Test vì lý do đó không có lý do gì nghĩ là thẩm phán Torres không biết luật hết các bạn cho nên SCC cũng không có một cái lý do chính đáng để đòi kháng cáo đâu và cho dù như vậy đi nữa đó thì đây là cái kết quả của những cái vụ kháng cáo các bạn Và cái mà chúng ta sẽ để ý đến đó là cái cột gọi là US Civil Tại vì đây là một cái dự án dân sự các bạn Thì các phần trăm chiến thắng kháng cáo đó không có cao Các bạn đã thấy được là những năm từ 2011 tới năm 2015 đó Thì chúng ta đã thấy được à, Cái khả năng kháng cáo đó Nó đâu đó nằm từ 4.2 cho đến 7% Và đối với Jamie Hogan đó, Thì khả năng của SEC kháng cáo thành công cũng cỡ đó Tại vì SEC đó sẽ không có nhiều cái lý do chính đáng dẫn đến là một thẩm phán khác có thể là thay đổi quan điểm của thẩm phán Torres khi mà thẩm phán Torres đã làm tròn trách nhiệm của mình. À, cho nên cái khả năng là đâu đó từ 2% cho đến 14% dựa theo Jamie Hogan. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó nếu như mà SEC đã thỏa thuận với lại công ty Ripple thì ở trong cái đơn thỏa thuận đó có thể là thỏa thuận và sẽ không kháng cáo nữa. Đó là khả năng rất là cao. Chứ nếu như mà hai bên mà không thỏa thuận có nghĩa là SEC vẫn có khả năng kháng cáo à, thì có thể là Ripple sẽ không thỏa thuận mà sẽ dẫn đến là lại ra tòa nữa các bạn và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Alineax và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Thank <laughs> you.